Hôm nay mày phải rửa bát. Anh đi mà rửa, em này đến lượt anh ấy. Hôm nay đến lượt em đi mà rửa. Anh đi mà rửa, em không rửa đâu. Em rửa đi. Hành giai của em làm sao đấy? Hôm nay đến lượt anh không rửa bát, anh không rửa bây giờ anh. Được rồi. Hôm nay Hậu phải rửa bát mà Hậu không rửa được. Anh là rửa. Hai cãi nhau chuyện rửa bát để em gọi mẹ. Mẹ ơi. Ôi giời ơi. Hai cãi nhau rửa bát này. Mẹ. Chứ mấy cái bát mà lại cãi nhau. Nè. Có ăn rửa đấy thằng không? Thôi thôi mẹ ơi. Thế để bọn con rửa mẹ ạ. Rồi. Đi rửa đi. Ăn rồi bảo nhau đi rửa sao mà cãi nhau. Vâng vâng. Rồi thế mẹ, mẹ ơi mẹ cứ đi để bọn con rửa bát. Rửa nhanh nhanh đi rửa vâng, nhanh vâng. Nhanh. Vâng. Vâng. Đây. Em ơi. Gì? Em có dám chơi trò chơi thằng nào thua rửa bát không? Chơi trò chơi gì? Hôm nay thi vui vào bếp đi. Thi sợ gì? Thằng nào nấu ăn dở nhất thì sẽ phải rửa bát một tháng, em dám chơi không? Chơi. Được rồi. Thế thì hôm nay thi vui vào bếp nhá. Ok. Thế này thi vui vào bếp về chủ đề gì? Rồi. Hôm nay thi vui vào bếp kiểu bình dân với Dubai đi, một sao với lại 5 sao đi, em dám chi không? Thi sợ gì, đi với giấy đi, chơi luôn. Rồi, ok. Đấy, đi bê bát ở kia, sao tí thằng nào thua rửa bát. Đi, anh bê đi. Rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng nhưng mà anh ơi. Thế sao? 1 sao với 5 sao với bình dân Dubai thì tiền rồi, như nào? Bình dân Dubai bạn nhá. Bình dân nấu ăn với 100k các bạn nhá. Còn Dubai sẽ là 1 triệu. Ấy à, chênh lệch ác đấy. Chơi đấy. Không em, sao em dám chi không? Chả thi chơi chơi. Rồi ok, đấy cho em bốc chơi đi. Ok. Xem vào cái gì các bạn ạ. Ui các bạn ơi, mình được có bình dân các bạn ơi. 100.000. Đèn đây nhỉ? Em nay rửa bát 1 tháng là cái chát rồi, Dubai. Chưa chắc đâu các bạn ạ, mình 100.000 các bạn nha. Nhưng mà mình nấu ăn ngon, mẹ mình thích, em gái mình thích nên là mình vẫn thắng các bạn ạ. Các bạn ơi, mình cứ giá cua hoàng đế với lại cua biển các bạn ạ. Kiểu gì mình cũng đánh bại Hậu Chôn các bạn nhá. Hậu Chôn phải rửa bát 1 tháng. Thì bây giờ sẵn sàng đi chợ nấu ăn chưa? Đi. Rồi let's go. Ui. Các bạn ơi, hôm nay Hậu Chôn đen quá các bạn ạ. Đấy, bốc vào có 1 sao các bạn nhá. Được có 100k các bạn ạ. Đấy thì hôm nay các bạn ạ, mình sẽ làm một đĩa mì tôm xào thập cẩm các bạn nhá. Đấy hôm nay các bạn ạ, nói chung là ít tiền hay nhiều tiền nhưng mà quan trọng là mình nấu ăn ngon các bạn nhá. Ngon thì vẫn có thể thắng được các bạn ạ. Đấy thì các bạn ơi, mình đã mua đồ hết rồi các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ đi chế biến luôn các bạn nhá. Let's go. Các bạn ơi, hôm nay các bạn ạ, mình đỏ, mình bốc vào 5 sao Dubai các bạn nhá. Đấy, được hẳn 1 triệu các bạn ạ. Mình mua 4 con cua biển các bạn nhá. Để về mình làm món cua sốt me các bạn ạ. Đấy. Các bạn ơi, những cái món hải sản đặc sản này các bạn ạ, những cái món ngon này các bạn nhá. Chả cần nấu ngon nó cũng ngon các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ về chế biến món cua sốt me của mình các bạn nhá. Hôm nay mình sẽ đánh bại em trai mình các bạn ạ, để cho nó rửa bát 1 tháng liền các bạn nhá. Đấy. Các bạn ơi, đấy nguyên liệu của đĩa mì xào của mình gồm có mì các bạn nhá. Đấy, mình mua một ít rau các bạn ạ. Đấy, mì xào thập cẩm không thể thiếu rau các bạn nhá. Xúc xích này các bạn này, mình mua một ít thịt bò tươi luôn các bạn nhá. Đấy, mình mua một ít cà rốt nữa các bạn ạ. Mình còn mua cả mấy con tôm nữa các bạn nhá. Đấy, các bạn thấy chưa, 100.000 mình mua được cũng đủ combo để làm một đĩa mì xào các bạn nhá. Đấy thì bây giờ mình sẽ đi rửa rau và thái cà rốt các bạn nhá. Đây, rửa tôm nữa các bạn ạ. Các bạn ơi, mấy con cua các bạn nhìn to không? Đấy, thì bây giờ mình sẽ đi rửa sạch sẽ sau đó mình sẽ chế biến món cua rang me các bạn nhá. Các bạn ơi, cua mình rửa xong rồi các bạn nhìn này, sạch rồi các bạn nhá. Rồi bây giờ mình sẽ đi chế biến các bạn nhá. Let's go. Rồi các bạn ơi, bắt đầu mặc quần áo đầu bếp vào để chế biến các bạn nhá. Và Hưng sẽ tự tin hôm nay Hưng sẽ là vua đầu bếp đẳng cấp các bạn ạ. Nấu ăn ngon nhất. Em trai mình chắc chắn là sẽ phải rửa bát 1 tháng rồi các bạn ạ. Đây con cua này các bạn nhá. Đấy, hơi nhiều nước các bạn ạ. Đây, mình đã làm nó chết rồi, rửa sạch sẽ các bạn nhá. Mình bóc mới lấy cái mai các bạn ạ. Wow, rất là nhiều gạch các bạn ạ. Chặt đôi ra các bạn nhá. Ái à. Ui giời ơi. Đấy các bạn ơi, cái càng này mình phải đập đi để cho nó lát lát, để cho sốt me nó ngấm vào bạn nhá. Đấy, đây các bạn này, một miếng các bạn nhá. Tiếp, miếng này các bạn ạ, đập lát đi để cho nó ngấm gia vị. Đấy các bạn ơi,
cua mình đã làm sạch cho các bạn nhìn này. Đấy, rất là sạch sẽ các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ cho cua này dúng qua bột lăng để chiên các bạn nhá. Sau đó mình mới sốt me các bạn ạ. Đây các bạn này. Ở cái phần thịt này của nó mình sẽ dúng qua cái bột lăng các bạn nhá. Hoặc là các bạn dùng bột bắp được. Đấy. Đây các bạn nhìn này. Đấy, sau đó là mang lên chiên các bạn nhá. Đây các bạn nhá. Chào các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn ngon chưa? Hấp dẫn chưa? Các bạn ơi, hôm nay nhất định mình sẽ là vua về đầu bếp các bạn nha. Món của Hậu các bạn ạ. Làm sao có đủ đẳng cấp để ngon món mình được. Đấy các bạn ơi, chín rồi nhá, mình vớt ra các bạn nhá. Đây còn miếng này còn giòn này. Đấy. Đây các bạn nhìn chưa? Ngon chưa? Ngon chưa? Đấy. Được rồi các bạn nhá. Các bạn thân yêu ơi, bây giờ mình bắt đầu xào nhé các bạn nha, sốt me nha. Cho đầu tiên là cho tỏi các bạn ạ. Ấy à, bắn lắm các bạn ạ. Các bạn ơi, hành này. Đấy. Gừng này. Đấy, nó vàng vàng lên cái là mình sẽ cho nước me vào các bạn nhá. Đấy, thơm phức các bạn ạ. Các bạn ơi, cái món của mình các bạn ạ, đâu có cua thôi, ăn nó cũng đã đẳng cấp rồi các bạn nhá. Chả cần phải nấu ngon, cũng ngon các bạn ạ. Cái món bình dân 100k các bạn ạ. Ăn các bạn nhá. Đấy, chắc chỉ mua được đĩa lòng xào dưa chứ chả được đĩa gì đâu các bạn nhỉ. Bạn ơi, nước me các bạn nhá. Đấy. Các bạn ơi, bây giờ mình cho cái tương cà vào các bạn này. Đấy. Thơm phức các bạn ạ. Cho tí nước mắm các bạn nhá. Ăn nó chua chua ngọt ngọt, lại còn có tí vị mặn các bạn ạ. Đấy. Mình lại cho tí đường các bạn nhá. Cái này các bạn thấy cái món của Hưng hấp dẫn chưa? Đây cái nước sốt của mình nhìn các bạn này. Màu mè rất là đẹp các bạn nhỉ. Chuẩn với lại nhà hàng chưa các bạn ơi? Bây giờ mình sẽ cho cua vào mình sốt các bạn nhá. Đấy. Wow. Đảo đây các bạn nhá. Để cho nó ngấm ngía me vào bạn ạ. Ăn nó ngon. Đấy các bạn chưa? Hấp dẫn chưa? Các bạn thấy hôm nay ai là người chiến thắng các bạn đã biết rồi đấy. Đấy các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy ngon chưa? Các bạn ơi, mình mà có tiền các bạn ạ, cái gì mình cũng biết làm luôn, cái gì mình biết nấu luôn các bạn nhá. Đấy, trên trời dưới biển dưới đất nấu được hết các bạn ạ. Các bạn ơi, Hậu có tiền chắc gì đã nấu được cái món này các bạn nhở. Hôm nay mình nhất là cái chắc rồi. Các bạn nhìn thấy ngon chưa? Các bạn ơi nhìn này. Đấy. Các bạn ơi, các bạn hôm nay xem clip này của mình cũng bảo bố mẹ nấu cho món này ăn các bạn nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ đổ ra đĩa các bạn nhá.
và mang đi đại chiến các bạn nha. Let's go. Các bạn ơi, mình đã đi rửa rau và sơ chế tất cả sạch sẽ rồi các bạn nhé. Đấy thì bây giờ mình sẽ đi thái thịt bò các bạn ạ. Đấy. Các bạn ơi, tuy cái món ăn này của mình hôm nay là ít tiền các bạn ạ, nhưng mà mình sẽ nấu nó kiểu siêu ngon các bạn nhá. Đấy. Kiểu gì mình cũng được giải luôn các bạn ạ. Được nhiều tiền nhưng mà nấu mà không ngon các bạn nhá thì cũng không ăn thua các bạn ạ. Đấy, thịt bò mình phải thái thật mỏng các bạn nhá. Tí nữa ăn nó sẽ mềm, nó ngon các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy mình mua cái thịt bò tươi không? Đó các bạn này, mình thái thịt bò các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ thái sang cà rốt. Đấy các bạn ạ, cà rốt mình sẽ chia đôi các bạn nhá. Đấy, bạn nào mà không biết làm món mì xào thập cẩm hôm nay xem Hậu Chôn nấu, kiểu gì cũng biết làm các bạn nhá. Món này cũng dễ thôi các bạn ạ, mà món này ăn nó lại còn siêu ngon nữa các bạn nhá. Đấy, thái mình thái sợi của cái này các bạn nhá. Đó các bạn ơi, mình thái xong rồi cà rốt các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ thái xúc xích các bạn ạ. Đấy, xúc xích mình sẽ thái của này các bạn nhá. Các bạn thấy đĩa mì ý của mình hôm nay có nhiều topping không? Mình cho nhiều topping các bạn ạ, ăn cho nó ngon các bạn nhá. Đấy. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi nấu mì tôm các bạn nhá. Đấy, đầu tiên mình sẽ bóc mì tôm ra trước các bạn ạ. Trong khi chờ nó sôi mình bóc mì tôm các bạn nhá. Đó các bạn nhìn này. Mình sẽ nấu khoảng 4 đến 5 gói các bạn ạ. Mình để cái gói gia vị đây các bạn nhá. Thì mình sẽ dùng gói gia vị để lêm lếm ăn cho ngon các bạn ạ. Đấy, cái này là cái bí quyết của mình các bạn nhá. Các bạn mà bỏ cái gia vị đi nấu khi các bạn chế biến nó sẽ không ngon đâu. Đó. Mình chỉ cần đợi nó sôi là mình sẽ cho vào các bạn nhá. Các bạn ơi, nước sôi các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ đi dùng mì các bạn ạ. Phải tắt bếp ạ các bạn ạ. Bởi vì là dùng mì thì mình không cần nước sôi lắm các bạn nhá. Đó, mình cho mì vào dùng các bạn nhá. Các bạn ơi, các bạn dùng mì chỉ lấy lúc nó mềm thôi các bạn ạ. Đấy, nhưng mà đừng mềm quá các bạn nhá. Khi các bạn xào ăn nó sẽ không được ngon đâu. Đấy, mình ngâm được khoảng 3 phút các bạn nhá. Sau đó mình sẽ vớt ra. Sau đó là mình sẽ đi xào những cái món thập cẩm này các bạn nhá. Đấy, sau đó là mình sẽ mang đi là xong rồi các bạn ạ. Các bạn ơi, mì mình dùng lên tới rồi các bạn nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ vớt ra các bạn ạ. Các bạn nhá, vớt ra. Đấy, cái món này của mình hôm nay các bạn ạ, rất chìa dễ làm các bạn nhá. Đấy, hôm nay các bạn ạ, chắc chắn là Hậu Chôn sẽ chiến thắng các bạn nhá. Hưng Vlog kiểu gì cũng phải rửa bát 1 tháng luôn các bạn ạ. Đấy, cái món nhiều tiền nhưng mà không biết cách chế biến, nấu không ngon vẫn là thua cuộc các bạn nhá. Đấy, quan trọng là đầu bếp các bạn ạ. Đấy, mì mình dùng nó đúng tầm thôi các bạn ạ. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ dùng qua mấy con tôm này các bạn nhá. Đấy, con tôm này mình mua về mình sẽ dùng qua các bạn ạ. Bởi vì tí mình xào nó sợ mình không chín được các bạn nhá. Mình sẽ dùng qua các bạn nhá. Đó. Mình dùng qua chín các bạn ạ. Dùng qua qua cho tí mang đi xào các bạn nhá. Ui, nó ngấm gia vị các bạn ạ. Ăn con tôm biển nó đã ngọt nhá, lại còn gia vị của mình cộng vào nó càng ngọt các bạn ạ. Đấy. Mình chỉ cần dùng qua đó các bạn ạ. Rồi, mọi người tắt bếp các bạn nhá. Đấy, các bạn nhìn con tôm nó qua cái nước sôi nhìn màu đẹp các bạn nhỉ. Lom nó quyến rũ các bạn nhỉ. Các bạn ơi, bây giờ đến là công đoạn cuối cùng các bạn nha. Mình sẽ đi xào các bạn ạ. Đấy, mình sẽ xào thịt bò với lại tinh rau củ quả trước các bạn nha. Đấy, cho ít tỏi cho thơm các bạn ạ. Wow. Cho ít tỏi đâu mà nó thơm thật các bạn ạ. Đấy, mình sẽ cho xúc xích rồi thịt bò vào các bạn nha. Xào các bạn ạ. Đó, mình cho cả cà rốt vào các bạn nhé. Bởi vì là cà rốt nó hơi dày, nó hơi lâu chín các bạn ạ. Mình sẽ cho xào chung luôn. Đó, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy thơm không? Chắc các bạn không thấy thơm đâu, bởi vì là các bạn đang xem mà các bạn sao biết thơm được. Chứ Hậu Chôn ngồi lên nấu á, có thơm nức mũi luôn các bạn ạ. Đấy, cho ít tôm vào nữa các bạn nhá. Đấy, cái món này của mình hôm nay á, nó không vô địch thì thôi các bạn nhá. Các bạn ơi, mình cho ít hạt lên các bạn nhá. Đấy, cho ít gia vị vào các bạn ạ. Đó, mình cho một ít nước xì dầu chiên su vào các bạn nhá. Cho thơm các bạn ạ. Đó, mình cho vừa vừa thôi, bởi vì tí mình còn cho cái gia vị của mình nữa các bạn ạ. Của mì tôm các bạn nhá, nên là mình sợ nó mặn ấy. Nên là mình cho cái này, mình cho vừa vừa thôi. Wow, các bạn ơi, mới cho ít xì dầu vào các bạn ạ. Nước chiên su, ui, thơm, rất là thơm. Nước mũi. Các bạn ơi, topping của mình đã chín rồi các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ đổ mì vào các bạn ạ. Đấy, thế là mình đã làm xong đĩa mì xào thập cẩm các bạn nhá. Đấy, mình sẽ cho mì của mình nó tơi tơi lên một tí các bạn ạ. Bởi vì là lúc mình để ngoài nó hơi nguội các bạn nhá. Wow, các bạn nhớ chưa? Quá hấp dẫn luôn các bạn nhờ. Đấy, bây giờ mình chỉ cần đảo đều với những cái topping của mình nữa là xong rồi các bạn ạ.
Đó. Mình đảo đều lên là mình sẽ cho cái bát gia vị mà gọi là bí kíp các bạn ạ, của mình các bạn nhá. Vào thôi các bạn. Đây này các bạn này. Bát gia vị này là bột canh mình pha với cái gói mỡ của mì tôm hảo hảo các bạn ạ. Đó. Mình cho vừa vừa nó không mặn các bạn nhá. Đấy, cái món này của mình hôm nay á, kiểu gì cũng vô địch rồi các bạn ạ. Đấy. Hưng với lốc quả này có mà rửa bát một tháng luôn các bạn nhá. Đấy, khóc bằng tiếng Mán luôn các bạn ạ. Các bạn ơi. Được rồi các bạn nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ cho ra đĩa các bạn ạ. Tắt bếp đi. Wow, các bạn ơi, mình sẽ cho ra đĩa luôn các bạn nhá. Đấy, cái món này của mình hôm nay á, xuất sắc các bạn ơi. Xuất sắc luôn. Các bạn nhìn thấy chưa, cái món 100.000 của mình á, các bạn nhìn thấy nó có bắt mắt không, đẹp mắt không? Lòm nó hấp dẫn các bạn nhờ. Wow, các bạn ơi, đĩa mì xào 100k các bạn nhá. To khổng lồ luôn các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn hấp dẫn không? Đấy, pha này á, mình mang đi tìm đại Hưng Vlog của đại chiến rồi các bạn ạ. Không biết là ông ấy nấu xong chưa các bạn nhá. Let's go. Các bạn ơi, nhìn này, mình đã được một đĩa cua sốt me các bạn nhá. Nhìn thấy chưa, ngon hấp dẫn không? Món mình hôm nay nhất rồi các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ mang đại chiến với Hậu các bạn nha. Hôm nay cho Hậu rửa bát một tháng liền các bạn ạ. Let's go. Các bạn ơi, món của Hậu trông này, nhìn này như cái đĩa cám lợn các bạn ạ. Các bạn nhìn hơi bị hấp dẫn luôn đấy. Các bạn nhìn cái đĩa này, nhiều tiền nhưng mà nhìn chán thì chả hấp dẫn thì các bạn ạ. Rồi, các bạn ơi, không có tiền thì nấu cái món bình dân các bạn ạ. Đấy, nhìn cái món này cứ nói là không ngon nhưng ăn chắc chắn sẽ ngon bạn nhá. Thì bây giờ sẽ gọi em gái với lại mẹ ra chấm điểm đi. Hậu gọi đi. Em gái ơi, nhanh lên mẹ ơi. Em gái lên rồi. Đây rồi. Hôm nay xem là con nào phải rửa bát đây. Đấy. Chắc là anh Hưng rồi mẹ. Chắc chắn là Hậu rồi. Chắc chắn anh Hưng rồi. Thế của con là món gì, như này là món gì đây? Mẹ ơi. Hả? Cua xào xả ớt hay gì đây? Không, đây là cua sốt me, cua rang me mẹ. À, cua rang me à? Đúng rồi. Ừ, ngon đấy. Còn của con là mì xào thập cẩm mẹ ơi. À, mì xào thập cẩm à? Mẹ ơi. Hình như là mì xào thập cẩm như rau đã dừ ra. Không phải dừ đâu mẹ, cứ ăn đi, giòn tan luôn. Mẹ ơi. Mẹ nhìn có giống dạ, cái đĩa cám lợn không? Đúng rồi, nó lồng lồng rồi. Đấy. Thôi mẹ ơi. Thì, các cháu ơi, đấy hôm nay bà sẽ chấm điểm cho hai đầu bếp, vua đầu bếp của nhà bà nhá. Thì đúng rồi. Xem ai là người bát. Phải rửa bát các bạn ạ. Chắc chắn là bà ơi. Đây là hai giám khảo quyền lực nhất nhà mình các bạn nhá. Đấy, đó là mẹ và em gái. Mà con ơi. Sao? Cái món này nhiều tiền thì nó có thể nó khác biệt hơn thì ngon nhỉ. Mẹ chuyện mẹ này. Thôi đi. Thôi mẹ ai thưởng thức. Rồi, mẹ chấm điểm đi, mẹ chấm điểm của trước đi. Chấm điểm của bà nhá. Điểm cái này. Đấy, thì mẹ bà mời tất cả các cháu cùng ăn mì xào với bà nhá. Rồi, mời các bạn nhá. Các bạn nhìn món mình hấp dẫn không? Bây giờ mình phải thưởng thức để chấm điểm cho anh Hậu nhá. Đấy, cái món của mình nhìn nó đẹp mắt các bạn nhỉ. Đây món mì xào thập cẩm các bạn ạ, có rau này, có thịt bò, xúc xích này. Có tôm các bạn, hải sản các bạn nhá. Mời các bạn nhá. Đấy, đấy, có khi mặn. Không bao giờ mặn. Đây, thiếu muối à? Ngạt là mày ăn hay gì à? Ôi, mặn mà. Mẹ trêu là hơi đậm. Hơi mặn á? À? À, mẹ ăn con tôm à? Mẹ ăn như nào mẹ phải chấm điểm, lúc mẹ nhạt, lúc mặn, con chả hiểu là rồi, mẹ nhạt hay mặn đúng không mẹ? Mẹ ăn tôm ngoài không? Tôm biển đấy. Ăn thế nào em gái? Hay là một cũng ăn món này chắc đi chữa thận anh ạ. Ui, sao? Mặn đấy à? Hơi mặn các bạn. Ui. Mình thử vừa vặn hết rồi mà các bạn ạ. Các bạn ơi, cái món bình dân nấu đã thế, nó không có cái gì mới, nấu còn mặn thì không đáng ở đầu bếp các bạn ạ. Thịt trâu mới xúc xích cái xem nào. Đây là thịt bò mẹ ạ. Thịt bò à. Đấy. Nói nào các bạn, mình thử ấy lắm rồi, cẩn thận lắm rồi, vẫn mặn lắm. Rồi. Thôi. Đấy, mà chỉ món cua sốt me. Rồi, ok mẹ ơi. Đấy, mẹ cái món này thì mẹ phải đi găng tay cho con nhá. Ừ, đúng rồi. Mẹ ăn bằng găng tay. Đây. Đấy, cho Lương mẹ một đôi này. Lương thì chỉ có một cái thôi. Ok các bạn ơi. Đấy. Một cái cơm tất. Đây là giấy để mẹ mấy lại em gái lau mồm. Lau mồm. Cái món này của anh mình chắc không ra gì đâu các bạn. Nhìn đấy, nghe không hấp dẫn các bạn nhỉ. Anh ơi, có miếng nào ngon để em thưởng thức. Đây đây, cho mẹ miếng này nhá. Thế mẹ đi mình cho mẹ mình miếng này. Món ngon quá, đi găng tay. Ôi ôi. Trái này. To quá mẹ ơi. Đấy, mẹ cầm con này đi. Đấy, đây Lương này. Lương cắn cái đầu này. Để anh chấm đậm vào nhá. Cái cháu ơi, cua sốt me này. Đấy, đây con nhấc cái này ra. Đúng rồi. Đấy. Đây, em gái cho miếng này. Đâu? Em xin. Kéo lại chua lét ăn cái này đi. Ăn cái mình xem là. Các bạn ơi, mình mời các bạn nhá. Rồi, cảm ơn các cháu ăn cua. Món cua sốt me. Ừ, xem con nấu được đâu. Đấy. Các bạn ạ, mình mà đã có tiền nha, nấu cái gì ngon. Ngon đấy, ngon nước ăn thế nào?
em gái ăn, mẹ ăn thế nào? Ngon. Ngon không? Đậm đà. Ngon. Đấy, chuyện ấy ngon. Ngon. Chua chua ngọt ngọt lại mặn mặn. Vừa vừa. Đấy. Ngon. Ngày giời ơi, mẹ khen rồi, hậu giờ bát tháng rồi. Cái này là chua ngọt ngọt các bạn ạ. Ăn cua nó ngọt không? Mẹ. Cua nó ngọt. Đấy. Nhìn chả hấp dẫn nhưng mà lại ngon. Ngon. Đấy. Ngon ngon. Thôi cho đầu bếp bên kia thử miếng các bạn nhờ. Hay là mẹ ơi, em gái bị ấy, hối lộ ấy. Ăn đi. Nếm à? Đâu mình cũng thử các bạn nhá. Đấy. Mình xem có ngon thực sự không các bạn ạ. Mình mời các bạn nhá, mời mẹ nhá. Đấy mẹ ơi. Đây cái càng. Mẹ cái càng, cái càng. Đấy mẹ ơi. Đấy mẹ cứ bỏ tay ngay nha. Ngon không mẹ ạ? Ngon. Ngọt đúng không? Đấy. Hôm nay cua các bạn ạ. Có tiền cái món này nấu không ngon các bạn nhé. Đấy, các bạn ơi. Ngon đấy. Cũng ngon thật các bạn ạ. Nhưng mà nói thật với các bạn, như mình mà được 1 triệu á, mình cũng mua đồ về mình nấu mình cũng ngon nha các bạn nhé. Mình cũng không phải lấy tiền quá. Nhưng mà ngon hơn mì xào đúng không? Các bạn ơi, thua cuộc thì nói cái gì cũng hay các bạn nhỉ. Đấy thôi, mẹ mẹ em gái chấm điểm đi. Được. Đâm lại lẻ ạ. Mẹ ăn thế nào? Mẹ cảm thấy cua của con hôm nay là nấu rất là vừa vặn, chua chua ngọt ngọt. Đúng cua chất cua giang me đấy. Thế hả? Có đỉnh không mẹ? Đỉnh, đỉnh, đỉnh. Đấy, con xứng đáng mời người yêu mẹ. Con có khả năng là mở được nhà hàng. Thôi mẹ cho con là 10 điểm. Rồi, lương. Thế của con? 10. Thế yeah. Con... hậu 8 nhá, anh hậu 8. Con hậu 8 vì con nấu mặn thế. Đấy mặn các bạn ạ. Hơi mặn, cũng ngon đấy. Nhưng mà hơi mặn. Thôi mẹ ơi. Hậu ơi. À, hậu ăn đi đây này anh hậu ơi mẹ ăn đi bạn nhỉ? Mẹ không ăn đâu, mẹ đi đấy đây không mẹ phải ăn đi chứ đây, phải đi cỗ vâng, đấy thế là từ giờ là hậu rửa bát mẹ đừng có sai con được chưa. À thế là hậu rửa bát 1 tháng à? Vâng, từ giờ anh hậu thay chân mình rửa bát các bạn nhá. Lương ăn đi, có chơi có chịu các bạn nhá. Trận chiến sau con mẹ không ăn nữa. Thôi mẹ đi cỗ đây, mẹ mặc áo mới rồi đi cỗ này. Rồi mẹ mình không ăn các bạn ạ. Thôi mời các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cái món của mình các bạn nhá, xem nó như thế nào. Đấy, sau đó thưởng thức món của hậu. Hậu ăn thế nào, ngon không? Cũng được các bạn. Nói chung là cái món ăn tiền ăn thì không ngon các bạn nhỉ. Cua, thực ra cái cua các bạn mua không các bạn ăn nó ngon rồi. Sốt men rất đậm đà. Ngon nhỉ, lương ngon, nhỉ? Ngon. Rồi, món chua cũng chua chua ngọt ngọt, các bạn ăn nó khác các bạn. Nói chung là mình nấu nó ngon các bạn ạ. Không thể đổ lỗi cho cái việc là mua nó mất nhiều tiền các bạn nhỉ. Cái món này lần đầu tiên mình ăn các bạn. Ngon không Hậu ơi? Được các anh ạ. Hấp dẫn, ngon. Các bạn ơi, ăn nó chua chua ngọt ngọt các bạn ạ. Cua hay thịt ngọt lắm các bạn nhá. Ôi nhiều thịt đấy. Thịt được trắng tinh luôn các bạn nhỉ. Cái càng này được đập ra khi mà mình nấu lên cái sốt nó ngấm vào trong các bạn ạ. Nên là nó rất đậm đà luôn. Đúng rồi. Đấy, cái me này nó chua chua ngọt ngọt mà. Mình ăn cảm giác nó rất là ngon. Đấy, Hậu ăn hết chưa? Hết rồi. Đấy, ăn mạnh lên. Mình để dành mấy cái chân này tí mình ăn sau các bạn nhé. Đấy. Thì các bạn ơi, hôm nay không phải bàn cãi các bạn nhá. Mình là người chiến thắng các bạn ạ. Wow. Ngoan lắm các bạn ạ. Mình rửa bát 1 tháng các bạn ạ. Nó đơn giản các bạn nhá. Đấy, từ giờ đừng có mà cãi nhau với anh nữa. Chứ mà cuộc thi của người thắng người thua các bạn. Thôi giờ mình thua mình chấp nhận các bạn nhá. Đây bây giờ mình sẽ thử thức món của mình các bạn ạ. Xem nó có mặn thực sự không các bạn nhá. Rõ ràng lúc mình thử lêm lếm nó vừa vặn rồi. Mà thế nào em gái mẹ mình vẫn bảo là mặn. Hay là chưa đảo kỹ. Chắc thế, chắc ăn chỗ đấy chắc là chỗ chưa đảo kỹ rồi các bạn. Đấy. Đây các bạn em mình sẽ làm ăn. Cũng mặn thật các bạn ạ. Mặn đúng không? Sao lúc mình nấu mình thử nó cũng mặn nhỉ các bạn nhỉ? Hay lúc mình mất vị giác các bạn? Thôi mình không ăn nữa các bạn, mặn quá. Cho xong con cái tàu cua ấy. Ngon. Phải ăn món vô địch các bạn nhỉ? Đấy. Đây, cho Hậu miếng này. Ok, ngon đấy. Các bạn ơi, mình làm nốt miếng này cho mình thử món của Hậu xem nó như thế nào bạn nhé. Ngon quá bạn. Mình ăn món của mình rồi, chả muốn ăn món nào khác cả.
Đấy các bạn ơi, món mình rất tuyệt vời các bạn nhá. Nào thử món hậu nào. Uê, mì tôm mì xào phô rô rô các bạn nhỉ. Xem có ngon không? Hậu này cũng ăn mặn các bạn. Mặn. Ăn mặn đéo ăn chai các bạn nhá. Đấy. Thôi. Nên không ăn món của hậu nữa đâu các bạn ạ. Đấy thì các bạn ơi, clip của mình xin dừng lại tại đây các bạn nhá. Hôm nay mình là người chiến thắng các bạn ạ. Yeah. Đấy, còn bây giờ xin chào hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo nha. Bye bye.